có thể anh chị chưa biết thì meta ai tức là facebook đó, đã có một ai riêng hết anh chị và đây là một ai cũng khá là mạnh khi mà chúng ta sử dụng trên meta cũng như là chúng ta sử dụng trên facebook anh chị trong video hôm nay tuấn sẽ sử dụng thử meta ai hết anh chị để chúng ta xem thử nó có thực sự là mạnh hay không hết anh chị đầu tiên để mà sử dụng Meta AI thì cũng rất đơn giản thôi anh chị chỉ cần vào trang web là meta.ai ha sau đó thì chúng ta đăng nhập một tài khoản Facebook vào đây ha Meta thì chỉ cho phép đăng nhập tài khoản Facebook ha anh chị sau khi mà đăng nhập tài khoản Facebook vào đây thì anh chị sẽ thấy nè là chúng ta sẽ có một cái khung như thế này và chúng ta cũng có thể chat giống như tâm chat CPT ha anh chị ở đây mình thấy là Meta cho phép chúng ta là hỏi đáp này rồi tưởng tượng ra một hình ảnh tức là nó có thể nó vẽ ra được hình ảnh ngay trực tiếp trong luồng chat này luôn anh chị và Meta AI hiện tại á, nó cũng cập nhật vào trong Messenger cũng như là ở trong các bài viết của Facebook anh chị khi mà anh chị lướt anh chị sẽ thấy ở dưới có một số cái định dạng và một số cái mô tả về Meta AI này ha chúng ta có thể nhấp vào đó trực tiếp để chúng ta xem được cái kết quả thì bây giờ mình sẽ vào trực tiếp trong Meta AI mình hỏi đáp thử xem như thế nào ha câu hỏi đầu tiên của mình đó là mình sẽ hỏi nó ngày giờ như thế nào để mình biết nó là hôm nay nó có thực sự là trả lời được real time không hết anh chị OK, anh chị. Ở đây mình đã hỏi nó hai câu. Đó là hôm nay là ngày mấy? Thì cái câu trả lời đầu tiên của nó là ngày thứ ba, 17 tháng 12. Nhưng mà thực tế cái ngày mà mình quay video này là ngày 18 tháng 12, anh chị. Nên mình hỏi nó tiếp cái câu là hôm nay mà theo giờ Việt Nam là ngày mấy? Thì nó trả lời là ngày 18 tháng 12 ha. Như vậy khi mà chúng ta sử dụng ở trong AI nè, chúng ta cần phải hỏi nó khá là rõ ràng trước cái câu hỏi, anh chị. Bởi vì khi mà chúng ta hỏi như thế này á mình cảm giác là nó không có tự động nó xác nhận được cái vị trí của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng Meta để mà nó trả lời ra chúng ta một câu hỏi chính xác ha. Mình sẽ thử lại trong Chat GPT ví dụ như cùng câu hỏi đó là hôm nay là ngày thứ mấy ha. Đấy anh chị ở trong Chat GPT anh chị sẽ thấy ha là Chat GPT ngay lập tức trả lời chúng ta là ngày 18 tháng 12 ha anh chị. Tức là nó không có giống như trong Meta ai. Đấy thì đây là một trong những điều mà mình thấy có vẻ là trong Meta AI làm chưa tốt ha, chúng ta cần phải xác định rõ ha. OK anh chị, bây giờ mình giả sử mình sẽ yêu cầu nó viết về một cái công thức nấu ăn chẳng hạn, nó sẽ viết như thế nào ha? Đấy anh chị, ví dụ như mình hỏi nó công thức nấu phở theo từng bước chi tiết đi, thì ở trong Meta AI này nó cũng viết cho mình ha. Ví dụ như nguyên liệu nó cầm những cái gì, rồi các bước nấu như thế nào ha, sơ chế nguyên liệu, và nấu nước dùng, nấu thịt bò chẳng hạn, đấy, chuẩn bị bánh phở hoàn thiện ha anh chị thì nó cũng khá là hợp lý so với những gì mà chúng ta biết ha về những cái nội dung mà dạng cơ bản như thế này á những nội dung mà kiểu chung chung như thế này á thì meta ai hoặc là các ai và về chatbot khác ví dụ như Gemini chẳng hạn thì nó cũng sẽ có thể trả lời chúng ta hợp lý thôi bây giờ mình thử lại một cái câu hỏi khác cũng liên quan đến ngày hả anh chị để mình test thử cái khả năng mà hiểu real time của nó như thế nào ha thì mình hỏi đó là còn mấy ngày nữa đến tết thì ở trong Meta AI này nó trả lời cho mình đó, Tết Nguyên Đán 2025 rơi vào ngày 10 tháng 2 2025. Hiện tại là ngày 18 tháng 12 ha, thì nó còn 54 ngày nữa. Nhưng mà hình như câu trả lời này bị sai anh chị, bởi vì theo như mình nhớ đó, thì Tết Nguyên Đán vào ngày mùng 1 á, nhằm ngày 29 tháng Giêng ha. Ở đây nó đã cho mình là ngày 10 tháng 2 ha, có vẻ là không hợp lý lắm ha. Mình cũng thử hỏi lại cái câu hỏi đó ở trong ChatGPT thì anh chị sẽ thấy ha. Mình hỏi y chang câu hỏi đó ở trong Meta AI ha, tức là còn mấy ngày nữa đến Tết thì anh chị sẽ thấy chat CPT 4 o nó tìm cho mình là vào đúng ngày 29 tháng Giêng ha là đúng như dữ liệu sắp đến luôn anh chị tức là còn 42 ngày nữa là đến Tết là mới đúng ha như vậy á câu trả lời ở trong Meta hay mình nghĩ á chúng ta cần phải check lại những cái thông tin nào mà liên quan đến thời gian hết chị và nếu như những cái câu hỏi nào mà liên quan đến thời gian như vậy á, mà nó còn trả lời chưa chính xác á, thì có vẻ là những cái câu hỏi mà liên quan đến cái độ chi tiết á ví dụ như là về lịch sử đi thì có vẻ là nó cũng sẽ không trả lời được đâu ok hết chị bây giờ giả sử như mình sẽ hỏi tiếp về meta ai ví dụ như tóm tắt nội dung một video chẳng hạn thì thử xem meta ai có thể làm được không anh chị ví dụ như bây giờ mình có một cái video trên channel của mình đi mình sẽ copy cái đường link của cái video này mình sẽ yêu cầu meta ai á là tóm tắt cái nội dung của video này để xem nó hoạt động như thế nào ha để anh chị có thể thấy ha ví dụ như ở đây mình yêu cầu nó là tóm tắt nội dung video này tức là một cái video trên channel của mình á, thì nó cũng không thể nào nó tóm tắt được ha anh chị tức là nó chưa có khả năng mà nó đọc được những cái thông tin như thế này thực tế trong chat gpt nó cũng chưa có khả năng đọc đâu ví dụ như mình hỏi trong chat gpt thì nó cũng báo là sẽ không có khả năng truy cập trực tiếp cái nội dung ở trên youtube nhưng mà ở trong chat gpt thì nó được một cái lợi thế nó là có cái kho gpt riêng anh chị và khi mà chúng ta sử dụng kho gpt này á, thì hoàn toàn nó có thể tóm tắt được nội dung ha và việc mà tóm tắt nội dung của cái video ở trên YouTube chẳng hạn đó là một việc mà chúng ta rất là thường xuyên làm ha để chúng ta có thể biết được nội dung chính của video đó ví dụ như video đó rất là dài thì chúng ta không thể nào chúng ta xem được ha trong cái việc mà tóm tắt video anh chị nếu như chúng ta sử dụng mà chúng ta muốn dễ dàng nhất á, thì ở trong show mini là sử dụng dễ dàng nhất ha ví dụ trong show mini anh chị chỉ cần hỏi một câu đơn giản là tóm tắt cái nội dung này và anh chị bắt cái đường link YouTube ra thì nó sẽ tóm tắt cho anh chị rất là nhanh ha anh chị và nó rất là dễ dàng ha ở trong chat GPT á, vẫn có thể sử dụng được nhưng mà chúng ta cần sử dụng một số cái GPT riêng còn ở trong Facebook á, tức là ở trong Meta AI hiện tại á, thì hiện tại gần như nó không thể tóm tắt được anh chị đây là một trong những hạn chế anh chị Ok ha, bây giờ mình sẽ thử xem ở trong Meta AI này nó có khả năng nó tạo ra được cái hình ảnh hay không hả anh chị? Ví dụ bây giờ mình sẽ qua một cái luồng chat mới. Mình yêu cầu nó là vẽ một con mèo ở trong một cái khu vườn chẳng hạn ha đấy khi mà chúng ta yêu cầu như thế này á, nếu chúng ta không yêu cầu gì về tỷ lệ hình ảnh á, thì nó tạo ra cho mình hình ảnh vuông hả anh chị. thì đây là hình ảnh của bốn con mèo hả anh chị. ví dụ như cùng một cái rơm đó mà mình yêu cầu thêm về cái tỷ lệ hình ảnh, thử xem trong Meta AI nó có thể vẽ theo cái tỷ lệ hình ảnh không hả anh chị. đấy mình đã yêu cầu nó là vẽ hình một con mèo ở trong cái khu vườn theo tỷ lệ là 16:9 hả anh chị. thì để xem trong Meta AI nó có thể vẽ được không á, thì rất là đáng tiếc ha, là hiện tại Meta AI có vẽ là nó cũng chưa vẽ được theo cái tỷ lệ khác anh chị hiện tại nó chắc là nó cũng chỉ vẽ được ở tỷ lệ là 1:1 một thôi anh chị nó giống như copilot image hiện tại á mình sẽ thử lại theo cái dạng kích thước thử xem như thế nào để nó có thể vẽ được theo cái tỷ lệ hay không ha thì mình thử cái kích thước là 1920 x 1080 tức là cũng là kích thước ngang á thì cơ bản là trong Meta AI cũng chưa có vẽ được theo cái tỷ lệ hình ảnh mà chúng ta mong muốn như vậy thì trong Meta AI hiện tại á một cái hạn chế của nó đó là chỉ vẽ được hình ảnh theo tỷ lệ 11 thôi anh chị rồi ok bây giờ mình sẽ vẽ thử theo cái dạng là hình ảnh về anime thử xem nó có thể vẽ được hay không ha Đấy khi mà mình yêu cầu về việc mà tạo một hình ảnh anime anh chị thì ở đây nó cũng vẽ ra cho mình Tuy nhiên cái hình ảnh này thì nó cũng chưa giống hình ảnh anime lắm anh chị Nó có vẻ là nó giống như những hình ảnh mà trong Donny khi mà nó tạo ra nó cũng chưa có đẹp lắm Bây giờ mình sẽ yêu cầu thử nó là tạo một hình ảnh dạng siêu thực giống như hình ảnh chụp luôn á thì để xem kết quả nó như thế nào ha. Đây anh chị, mình đã yêu cầu nó là tạo một hình ảnh dạng như một người phụ nữ đang đi trên đường đi. Style là photography giống như một hình ảnh chụp á thì nó tạo ra cho mình những hình ảnh như thế này ha. Nếu như xét về độ chân thực á thì nó cũng ở mức tương đối thôi anh chị, cũng không phải là theo cái kiểu như siêu thực mà chúng ta có thể thường gặp hoặc là những cái dạng như là giống như ảnh chụp đó anh chị nếu những dạng như vậy thì chúng ta sử dụng trong Missuni cực kỳ là tốt ha hoặc là một số công cụ khác chẳng hạn ở trong Meta AI này mình cảm giác nó có vẻ là nó đẹp hơn ở trong Donny một chút tức là ở trong ChatGPT Plus thì nó sẽ đẹp hơn một tí tuy nhiên so với những nền tảng lớn thì nó cũng chưa bằng thán gì nhưng mà ở trong Meta AI này nó có một tính năng mà cực kỳ hay các công cụ AI khác chưa có được anh chị đó là tính năng mà tạo hoạt cảnh ngay ở trong cái luồng ảnh này luôn anh chị tức là ví dụ như anh chị chọn ra một hình và anh chị tạo được video ngay trực tiếp trong đây luôn ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn hình con mèo này ha anh chị sẽ thấy ở trên đây ha nó có hai phần gọi là chỉnh sửa và tạo hoạt ảnh ha thì cái phần tạo hoạt ảnh á, tức là chúng ta có thể tạo video ngay trực tiếp ở trong Meta AI này chúng ta không cần qua một số công cụ khác ví dụ khờ Link hoặc là Runway anh chị mình sẽ thử tính năng này xem như thế nào ha mình sẽ nhấp vào tạo hoạt ảnh ha thì tự động nó sẽ tạo hoạt ảnh cho chúng ta ở đây mình không thấy chỗ nào mình có thể điều chỉnh được cái phần Chrome để chúng ta có thể yêu cầu con mèo này nó di chuyển như thế nào ha thì đây mình chưa thấy tức là Meta AI nó sẽ tự xác định để nó làm ra video như thế nào hả anh chị đây video mà mình đã nhận được từ trong Meta AI đây chúng ta có thể xem thử ha ở đây mình thấy là video nó tả tạo ra cho mình được khoảng 4 giây anh chị nhưng mà ở đây á, khi mà mình nhấp vào tạo hoạt cảnh như thế này á, thì mình không thấy được chỗ nào mình có thể điều chỉnh rơm để cho nhân vật này di chuyển theo như những gì mình muốn ha có vẻ là meta ai nó sẽ xác định cái rơm theo như cái rơm là tạo hình ảnh ấy anh chị ví dụ như lúc nãy cái chú mèo á, mình chỉ ghi là chú mèo ở trong vườn á, thì chú mèo nó nó chỉ nằm ở một chỗ thôi ha cái camera nó sẽ quay qua như anh chị thấy lúc nãy còn ở đây á, cái hình ảnh này là hình ảnh mà người phụ nữ đang đi trên đường thì nó đang tạo ra cho mình cái hình ảnh đó di chuyển theo kiểu là người phụ nữ đang đi ha anh chị, cũng khá thú vị ha. Đây cũng là một trong những AI miễn phí mà hiện tại chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tạo hình ảnh được này và chúng ta tạo được cả video ngay trực tiếp ở trong cái luồng ảnh luôn ha anh chị. Xét về chất lượng thì nó cũng ở mức trung bình thấp thôi anh chị, nó chưa được cái độ hoàn chỉnh để chúng ta có thể sử dụng được thương mại ha anh chị nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bởi vì nó đang miễn phí khi mà anh chị tạo xong á thì ở đây nó có một cái nút download này chúng ta có thể nhấp xuống đây ha và chúng ta tải xuống cái video hoặc là tải xuống hình ảnh đó anh chị ok anh chị đó là trải nghiệm nhanh của mình về Meta AI và Meta AI này anh chị hiện tại có thể sử dụng được trong Facebook này hoặc là anh chị có thể sử dụng trong Messenger ha khi mà chúng ta kéo kéo xuống dưới thì anh chị sẽ thấy là có cái dòng meta ai ha khi mà anh chị lướt ở một số bay hoặc là một số bài viết á, thì nó vẫn có thể hiển thị một số cái gợi ý về cái bài viết đó hoặc là về cái hình ảnh đó ở dưới anh chị anh chị lướt anh chị sẽ thấy ha ok anh chị nếu mà anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trên các video lần tới trên channel nghệ công sở bye bye anh chị